Tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm đồng chí Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. Phó Chủ tịch nước mong muốn và tin tưởng trên cương vị công tác mới, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nối tiếp thành công của các thế hệ đi trước là hạt nhân đoàn kết, quy tụ cán bộ đảng viên trong cơ quan. Đồng chí Lê Khánh Hải cùng các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo văn phòng, lãnh đạo chỉ đạo xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng và hiệu quả các mặt công tác của cơ quan, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước. Tiếp thu ý kiến phát biểu của Phó Chủ tịch nước, đồng chí Lê Khánh Hải khẳng định sẽ tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác, tích cực nghiên cứu lý luận và thực tiễn, học hỏi các đồng chí đồng nghiệp đi trước, nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.